đi đâu vậy? Cô đâu ạ? Ra ngoài mừng hả? Hello các bạn, hôm nay là mình đi tháo cái cọng dây điện di chuyển nhà mình rồi quăng quăng này, cái dây mà để đốt Noel đó, đốt Noel đó, mọi người ở đây gắn vô, mình cũng gắn rồi lâu rồi. Nó chạy đường kia, mở cửa nó quăng đường này. 3 năm rồi, 3 năm rồi, bây giờ nếu mà năm nay là năm thứ tư hả? Không, năm nay năm thứ ba chứ. Nếu mà năm nay là năm thứ ba, 3 năm mà không biết là cọng dây nó còn tốt hay không là mình chưa biết. Bây giờ mình thử mình gắn điện thôi. nếu mà từ đây tới Noel còn mấy tháng nữa thôi thì nó sẽ là đủ 3 năm. Mình làm miếng mình tháo ra đó. Lâu nay cứ chạy ra ngoài không à, không có làm việc nhà nhiều. Kia ra. Mình cắm vô. Rồi bây giờ mình sẽ bật lên để coi thử nó sáng. Nó lấp lánh đó các bạn, vẫn còn hoạt động đó. 3 năm rồi đó. Giờ mình tắt, mình tháo xuống. Tại vì á, vậy hôm nữa thì có khi mình mua cái cọng dây khác đẹp hơn, rồi là mình làm lại cho nó đẹp cái Giáng sinh lần này. Dài lắm. Hồi đó mua mười mấy 20 đồng vậy. Bao nhiêu mấy mình? Nhóc của mình ra ngoài mừng chạy tung lum. Ở nhà chơi với con vui hơn. Muốn chạy đi đâu vậy Austin? Bây giờ là mình đi lên mình tháo cái cọng dây này. Chắc phải cần cái ghế. Mua cọng dây nào đẹp đẹp mất rồi. Nói chuyện luôn chứ. Hai chục, 25 mét à. Cái gì à con? Để vô. Wow, đánh cả bây giờ nó lên xanh âm rồi này, thấy không? Bây giờ mua ít bông gì trồng. Có trần nó cứ nhảy ngồi xuống. Có trần ơi. Nhảy ra thôi. Đây ra kia nhảy ra. Đây em cả ra nhảy.
nhảy ra chăm chăm đi, chăm chăm đi tên. Ba năm rồi mà cái cọng dây nó gặp ở mình thời tiết nó nóng không? Nó dạng nó nứt dây. Bữa nào chơi hai ba cọng thôi cho nó đẹp. Thấy ở Mỹ ở đâu á làm cái Noel đẹp đẹp luôn. Tí mà đi được. Chỉ ông biết đường nè. Dài mà. Bữa nào mình đi về sâu mình đang quay thằng Phong rồi nè. Chạy trong trong. Tình ơi, ủa tôi đang nuốt gì đây ta? Quá, gần xong rồi thấy không? Ở đây. Bài tao y và trăm năm bài trai khi cho ơn đời tao quy bằng.
Ngồi quay ra. Ngồi đâu? Ngồi đây là quay cái đám bông này. Giấy kìa. Ngồi xuống. Bắt tay rồi. Quay đám bông cái xỉa, cái ngói, cái dĩa, cửa. Chờ vô chút, rồi xét vô. Lúc lắc. Nè, tớ ngồi cho đàng hoàng quá. Chờ hôm qua em bắt tớ quay lại. Đâu. Vô, đi. Nó cắn con à. Rồi đó, đỡ đó, mắt con đá đỡ gắn cho tiếp chứ đem xuống chi trời. Ông có đỡ yên đó đây, ông mắt lên đây nè. Ở đây hả? Ở đây cuốn lại móc đây. Mắt con đá cho đó. Nè. Wow, đây. Cho đây điện đó nha, bôi. Wow, đẹp nào tình nhấp nháy nhanh nhanh nè, nó lên lung lên lên lên. Đẹp, có tên đẹp. Vậy mình tháo vô mình cắt, và bữa nữa mình lấy đây mình ấy lại. Trình ngồi dưới đất lên luôn hả? Hả? Đúng 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 đúng. Thì điện mà bóc dây không có được nha chứ. Quê, chúng vô. Chúng vô đây. Nghiêng người lại. Nghiêng về đây đây. Nghiêng về đây đây nè, vô vô nó xe mình thấy nè. Giỏi vậy. Giỏi chung lọt rồi. Do again. Do again.